Ngày 29 tháng 11, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình cấp và giám sát mã số vùng trồng cho bà con nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Tế. Ngày 29 tháng 11, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Châu Đốc tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình cấp và giám sát mã số vùng trồng cho bà con nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Tế. Tại buổi tập huấn, bà con nông dân được cung cấp thông tin và trao đổi các nội dung liên quan đến hướng yêu cầu kỹ thuật, quy trình cấp mã số vùng trồng xuất khẩu, thông tin về vùng trồng, yêu cầu về vùng trồng, chọn hộ tham gia vùng trồng, yêu cầu kỹ thuật đối với vùng trồng, các bước trình tự thực hiện cấp mã số vùng trồng, giám sát sau khi vùng trồng được cấp mã số. Qua buổi tập huấn đã giúp nông dân hiểu rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của việc đăng ký cấp mã số vùng trồng đối với sản xuất, từng bước thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, từ đó hình thành vùng sản xuất tập trung, áp dụng quy trình canh tác hiệu quả, tạo ra sản phẩm an toàn phục vụ người tiêu dùng, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.